Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FB Channel, lại là mình đây, Hùng 20 Cent đây. Hôm trước thì mình đã có làm rất nhiều video tổng hợp về những top smartphone ngon trong phân khúc giá 3, 4 triệu, 5, 6 triệu, thậm chí là 10 triệu đồng rồi. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là với những đối tượng phân khúc giá tầm là hơn 5 triệu đổ lên thì khá là hạn chế, tại vì căn bản là với những đối tượng hay xem video của mình và những bạn đang tương tác trên kênh của mình thì đa số là học sinh sinh viên và những người có thu nhập thực sự là không quá cao. Chính vậy thì cái phân khúc giá hợp lý nhất để bạn có thể dễ dàng mua được đó chính là phân khúc giá tầm 2 đến là 3 triệu đồng. Và trong video này thì mình sẽ mang đến cho bạn top 5 chiếc smartphone ngon nhất trong phân khúc giá 2 triệu đồng để các bạn có thể chiến game, giải trí cũng như là thực hiện những cái tác vụ khác. Và các bạn hãy cùng mình bắt đầu video để xem là top 5 chiếc smartphone đấy là những chiếc smartphone nào nhá. Trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào quan tâm về tất cả những mẫu smartphone mình nói thì có thể tham khảo ngay tại Di Động Việt, thì một chút nữa mình sẽ để link ngay phần mô tả video cho các bạn. Đặc biệt khi anh em mua hàng có mức giá là trên 4 triệu đồng thì sẽ được giảm giá ngay 150.000 thông qua link phần mô tả video nhá. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Chiếc điện thoại đầu tiên mình thấy rằng là nó sẽ rất là ngon trong phân khúc giá là 2 triệu đồng. Đó chính là cái sản phẩm Vsmart Star 4 vừa được nhà Vsmart cho ra mắt. Đây là một cái sản phẩm cho nó chỉ nằm trong phân khúc giá tầm là 2 triệu đến là 2,2 triệu đồng mà thôi. Với những ưu điểm như là về phần thiết kế của nó, chúng ta sẽ có một cái thiết kế màn hình giọt nước này. Kích thước của nó là 6,09 inch. Đây là một chiếc điện thoại có kích thước màn hình không quá to. Chính vậy một số bạn đang cần cho mình một chiếc điện thoại nhỏ gọn để nghe gọi, nhắn tin hay là giải trí xem phim nói cho nó phù hợp, cho nó dễ dàng thì đây là một cái lựa chọn hợp lý, tại vì nó không quá to nhưng là như là những cái lựa chọn tiếp theo mà mình đưa ra cho các bạn. Ngoài ra thì với chiếc Vsmart Star 4 thì nó sẽ còn có những điểm mạnh khác như là nó sẽ có camera kép chất lượng là 8 chấm và 5 chấm cho camera sau. Camera selfie của nó là 8 chấm này, và đặc biệt là với con máy này thì đây là con máy mình thấy rẻ nhất mà được trang bị cái vi xử lý, đó chính là Helio P35. Đây không phải là một con chip mạnh nhưng đây là một con chip mà nó có thể giúp chúng ta đáp ứng tốt cái nhu cầu ở trong phân khúc giá rẻ 2 triệu đồng rồi. Tại vì đây một con chip có thể giúp chúng ta có thể chơi Liên Quân được, chơi Free Fire cũng được, chơi PUBG thì thực sự là mình thấy rằng nó hơi đuối một chút, nhưng nếu bạn muốn chơi thì vẫn chơi được, chỉ có điều là nó sẽ hơi giật lag và hơi khó chịu khi chơi game thôi. Thì bạn nên cân nhắc cái vấn đề này. Nếu như bạn không chơi game nặng như kiểu PUBG mà chỉ chơi một số tựa game như kiểu Liên Quân hay là một số tựa game nhẹ nhàng có dung lượng đâu đó tầm vài 300 MB thì mình thấy rằng là với con Vsmart Star 4 thì nó vẫn đáp ứng tốt cái nhu cầu của bạn với con chip là Helio P35. Và với chiếc Vsmart Star 4 thì chúng ta sẽ có hai phiên bản cấu hình thì phải. Với phiên bản rẻ nhất sẽ là phiên bản 2GB cùng với 32GB bộ nhớ trong. Thì mình thấy rằng là với 2GB thì cái việc mà đa nhiệm ứng dụng này thì và cũng như là chạy nhiều ứng dụng một lúc thì nó sẽ thường xuyên bị tình trạng là crash. Chúng ta sẽ có thể bị văng ra ngoài hay là chúng ta sẽ bị tràn RAM. Chứ vậy thì cái khả năng đa nhiệm của nó thì mình đánh giá chưa được tốt cho lắm. Nếu như có điều kiện thì bạn nên mua cái phiên bản ít nhất là phải từ 3GB trở lên thì nó sẽ dư giả hơn về mặt chạy đa nhiệm cũng như là thoải mái hơn khi sử dụng. Rồi, và với chiếc máy này thì nó sẽ có được viên pin là 3500 mAh. Thì mình thấy rằng đây là một viên pin nó không quá là trâu. Và viên pin này thì nó cũng sẽ không hỗ trợ công nghệ sạc nhanh luôn. Như vậy thì với dung lượng pin là 3500 mAh thì mình thấy nó sẽ không phù hợp với một số bạn mà đang cần cho mình một chiếc máy pin trâu để sử dụng lâu dài, chiến game lâu, thì đây là một chiếc máy chưa phù hợp. Còn với những tác vụ căn bản như kiểu chụp hình, nghe gọi, rồi là lướt YouTube, TikTok các thứ thì viên pin 3000 mAh đi kèm với một con chip là Helio P35 thì nó vẫn là một cấu hình cực kỳ tốt cho bạn có thể trải nghiệm. Rồi, đó chính là cái sản phẩm là Vsmart Star 4, một con điện thoại mới ra đến từ nhà Vsmart, phân khúc giá đâu đó lên quanh 2 đến 2,2 triệu đồng. Bây giờ thì mình sẽ đến với một cái lựa chọn huyền thoại không thể thiếu khi chúng ta nhắc đến những chiếc thoại trong phân khúc giá 2 triệu đồng, đó chính là cái sản phẩm Vsmart Joy 3. Vsmart Joy 3 thì có thể gọi là best choice nhất trong phân khúc giá 2 triệu đồng rồi. Khi nó có tất cả mọi thứ trong phân khúc giá này, mình nói là có tất cả mọi thứ chứ không thể nào mà hoàn hảo hết được, tại vì với phân khúc giá rẻ thì chúng ta không thể nào mà đòi hỏi quá cao được. Với chiếc máy này thì nó sẽ có những gì? Đầu tiên là về phải nói về kích thước hiển thị, thì đây là một chiếc máy có kích thước hiển thị là 6,5 inch, độ phân giải HD+. Nhìn chung với một cái màn hình 6,5 inch thì cái việc mà giải trí xem phim các thứ thì nó sẽ rộng rãi hơn và nó sẽ có một cái không gian là lớn hơn so với chiếc Star 4 mà mình đã giới thiệu trước. Ngoài ra với chiếc máy này thì nó sẽ được trang bị một cái cấu hình tương đối tốt khi phân khúc giá chỉ 2 triệu mà bạn đã có cho mình con chip đó chính là Snapdragon 632 rồi. Con chip Snapdragon 632 khi chúng ta so sánh sức mạnh thì mình thấy rằng là nếu như chúng ta so sánh sức mạnh với những con máy chạy 665 hay là 660 thì nó không lạ, tại vì đây là một con chip nó chuyên về khả năng tiết kiệm điện
chứ không có thiên quá về hiệu năng như là con 660 và 665. Chứ vậy thì nếu như bạn đang cần một chiếc máy hiệu năng vừa đủ nhưng cái thời lượng sử dụng pin của nó trâu thì đây là con máy hợp lý. Với con 632 này, cái việc giải trí với những tựa game nhẹ nhàng như kiểu Liên Quân, Free Fire là hai tựa game mình thấy phổ biến nhất, thì mình thấy rằng nó vẫn đáp ứng tốt cái nhu cầu của mình. Tại vì căn bản thằng em ở nhà mình cũng đang dùng con Vi Smart Joy 3 để chiến game mà mình thấy rằng là nó chưa phát biểu gì về vấn đề giật lag hay khó chịu cả. Tại vì thằng này hay cay cú lắm. Các bạn có nhớ cái clip mà thanh niên trẻ trêu 2007 không? Thì thanh niên đấy đang dùng con Vi Smart Joy 3 để chiến game đấy, thì mình thấy con đấy vẫn ổn áp phết với tựa game Liên Quân và Free Fire nó hay chơi. Còn với tựa game PUBG thì thật sự nó sẽ làm khó với những con điện thoại trong phân khúc giá 2 triệu các bạn ạ. Tại vì căn bản là tựa game PUBG là một tựa game khá là nặng, dù lượng hơn 3GB. Chính vậy thì với những chiếc máy trong phân khúc giá 2 triệu đi kèm với cấu hình con chip MediaTek hơi yếu cùng với những con chip Snap tiết kiệm điện thì mình thấy rằng là cái trải nghiệm của nó chưa được tốt cho lắm. Nhưng nếu bạn chơi thì chúng ta vẫn có thể chơi được ở cái mức là 30 frame và mình đánh giá rằng là con này thì nó sẽ có hiệu năng ngon hơn con Star 4 rất là nhiều nha. Thế nên là một số bạn mà muốn chơi PUBG với mức giá tiền rẻ thì Vi Smart Joy 3 vẫn là một cái lựa chọn mà phù hợp với nhu cầu của bạn. Về camera thì với sản phẩm Vi Smart Joy 3 thì nó sẽ được trang bị tận là 3 ống kính thay vì chỉ 2 như là cái sản phẩm Vi Smart Star 4. Khi nó sẽ có ống kính chính là 13 chấm này, ống kính phụ 5, 8 chấm và 2 chấm để hỗ trợ khả năng chụp ảnh góc rộng và chụp ảnh xóa phông. Camera selfie của nó là 8 chấm và nó sẽ được trang bị cho mình viên pin là 5000 mAh. Thì mình thấy đây là một viên pin cực kỳ trâu với một con chip là 632. Cùng với đó thì nó sẽ hỗ trợ tính năng sạc nhanh luôn. Chính vậy thì gần như đây là một con máy nó có những yếu tố cần thiết trong phân khúc giá 2 triệu rồi. Màn hình lớn, to, giải trí thoải mái, cấu hình ngon. Chip 632 chúng ta sẽ có 2GB RAM, 32GB bộ nhớ trong. Hay là bạn có thể mua phiên bản 332 chẳng hạn. Chúng ta sẽ còn có những thứ khác như kiểu là pin trâu này, sạc nhanh. Nói chung thì con máy này nó đầy đủ các yếu tố để bạn có thể chọn mua trong phân khúc giá 2 triệu và gần như. Trong phân khúc giá 2 triệu thì mình recommend các bạn là chúng ta nên chọn cho con máy này. Rồi, nếu như bạn thích về hiệu năng thì mình sẽ mang đến cho bạn tiếp tục những cái lựa chọn khác. Ví dụ như các sản phẩm Realme C3i. Realme C3i thì hiện tại đang được bán với phân khúc giá tầm là 2,4 đến 2,5 triệu đồng. Thì mình thấy rằng là nếu như ta xét về những chiếc loại hàng chính hãng thì con máy này nó đang có được cái hiệu năng là tốt nhất khi nó sẽ được trang bị cho mình con chip đó chính là Helio G70. Nhưng mà trước khi nói về con Helio G70, chúng ta sẽ nói một chút về thông tin con Realme C3i này nhá. Với sản phẩm Realme C3i, đây là một cái phiên bản rút gọn của các sản phẩm Realme C3. Vậy thì những thứ rút gọn trên con máy này là gì? Nó sẽ rút gọn một chút ở phần cảm biến vân tay ở mặt sau này. Thì có thể một số bạn cần, hoặc có bạn thể một số bạn không cần cảm biến vân tay. Thì mình thấy là với phần cảm biến vân tay rút gọn thì nó không ảnh hưởng đến quá nhiều trải nghiệm sử dụng của chúng ta cũng có thể dùng mở khóa gương mặt chẳng hạn. Ngoài ra thì với sản phẩm Realme C3i thì nó sẽ lược bỏ đi một cái camera sau, như vậy là chỉ còn camera kép mà thôi, thay vì ba camera như là cái sản phẩm Realme C3. Rồi nói về phần màn hình thì màn hình của cái sản phẩm Realme C3i thì nó sẽ là tương tự so với Vi Smart thì sẽ có kích thước là 6,5 inch độ phân giải HD Plus. Đây là một cái màn hình rộng thoải mái cho anh em có thể chơi game, giải trí cũng như xem phim. Ngoài ra thì với về phần cấu hình thì như mình đã nói rồi thì nó sẽ được trang bị cho con chip là Helio G70. Đây là một con chip nếu như chúng ta xét trong phân khúc giá hàng chính hãng 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng thì gần như nó đang vô địch về phần hiệu năng. Thậm chí là những trải nghiệm game của nó còn khỏe hơn, nó còn mạnh hơn và nó còn chơi mượt mà hơn là con chip 665 đang có trên cái sản phẩm Redmi Note 8 hay là một số dòng điện thoại khác. Thì mình thấy rằng là nếu bạn đang thương về phần hiệu năng thì con chip Helio G70 là một con chip hợp lý để chọn mua. Chơi game Liên Quân cũng có thể chơi được ở cái mức FPS cao, rồi chúng ta cũng có thể chơi game Free Fire một cách ngon lành, và đặc biệt là game PUBG thì chúng ta có thể chơi được ở cái mức là 40 FPS. Thì nói chung đây là một con máy có hiệu năng cực kỳ ngon trong phân khúc giá rồi. Pin của nó là 5000 mAh, thời gian sử dụng cực kỳ trâu. Tuy nhiên thì nó sẽ có một vấn đề là nó sẽ dùng cho mình cái công nghệ sạc nó hơi cũ một chút, là cổng sạc micro USB, cùng với đó thì nó sẽ không có sạc nhanh. Thế nên là mình chưa thực sự thích về khả năng sạc của em nó lắm. Ước gì mà cái sản phẩm Realme C3i này được trang bị sạc nhanh thì nó sẽ ngon lành hơn. Rồi, đó là một cái lựa chọn cho các bạn. Và đến một cái lựa chọn tiếp theo cũng là sản phẩm từ nhà Realme và nó sẽ có tên là Realme C3. Đây là một cái phiên bản trong phân khúc giá đâu đó tầm là 2,7 đến 2,9 triệu đồng chúng ta có thể mua được. Thì với sản phẩm Realme C3 này thì nó sẽ có những điểm mạnh như sau. Đầu tiên là về phần thiết kế. Thì thiết kế của sản phẩm Realme C3 và 3i thì nó gần như không khác bất kỳ một cái điểm nào các bạn ạ. Chẳng qua là vì Realme C3 thì nó sẽ có thêm mối camera, thêm mối cảm biến vân tay ở mặt lưng. Chính vậy thì nó sẽ giúp cho những trải nghiệm dùng của chúng ta trở nên tiện dụng hơn, thay vì một cái sản phẩm cắt giảm nhiều thứ. Rồi, màn hình thì nó vẫn là 6,5 inch độ phân giải HD Plus này. Nó sẽ có cho mình cái camera sau lần lượt là 12 chấm, 2 chấm và 2 chấm để hỗ trợ khả năng chụp ảnh góc rộng cũng như là hỗ trợ khả năng chụp ảnh xóa phông một cách tốt hơn. Camera selfie là 5 chấm, chạy cho mình con chip Helio G70 cũng như là cái hiệu năng của nó thì tương tự như là Realme C3i rồi. Thế nên là mình sẽ không nói lại về phần này nhá. RAM của nó sẽ là 3GB và bộ nhớ trong của nó sẽ là 32
32GB nhé. Nói chung thì phiên bản RAM 3GB thì vừa đủ cho ta dùng, không quá ít cũng không quá nhiều. Và về viên pin thì với sản phẩm Realme C3 thì nó sẽ được trang bị cho mình viên pin là 5000 mAh, tương tự so với đàn em đó chính là Realme C3i. Và với viên pin này thì thời gian trải nghiệm trên con máy Realme C3 thì nó thực sự rất trâu luôn, 7-8 tiếng dùng liên tục, chơi game nhiều thì cũng được tầm 5-6 tiếng các bạn ạ. Đó là con máy mà anh mình thấy rằng là nếu như bạn đang cần cho mình một con máy có hiệu năng ngon nhất trong phân khúc giá đâu đó tầm 2 đến gần 3 triệu thì cái sản phẩm Realme C3i và 3i là hợp lý nhất. Rồi, và mình cũng phát hiện ra một cái lựa chọn khác cũng cực kỳ ngon trong phân khúc giá 2 triệu đồng, đó chính là cái sản phẩm đến từ nhà Honor. Nếu bạn nào chưa biết thì ở trước đây Honor có bán cái sản phẩm Honor 10 Lite với phân khúc giá 5 triệu đồng. Tuy nhiên thì bây giờ cũng đang được giảm giá rất là sốc ở trên Shopee. Khi chúng ta mua cái sản phẩm Honor 10 Lite này, bây giờ các bạn chỉ việc bỏ ra với mức giá chỉ là 2.590.000 đồng mà thôi. 2.590.000 đồng cho con máy này thì mình thấy nó tương đối là ngon, và đây gần như là một con máy có cái trải nghiệm ngon nhất trong tầm giá rồi. Tại vì căn bản là nó sinh ra ở cái phân khúc giá hơn 5 triệu, bây giờ nó giảm giá xuống chỉ còn một nửa. Đương nhiên là nó sẽ có những cái tính năng cũng như là nó sẽ có những thứ ngon lành của những cái điện thoại tầm trung xuống điện thoại giá rẻ. Ví dụ như về phần thiết kế thì mình thấy rằng là nó sẽ có một thiết kế khá là đẹp. Màn hình mặt trước của nó sẽ là màn hình giọt nước các bạn ạ, và nó sẽ có kích thước hiển thị đó chính là 6.21 inch. Nó không quá to như 6.5 inch, cũng không quá bé như là 6.09 inch. Chính vậy thì đây là một kích thước màn hình mình thấy là hợp lý để xem phim giải trí, và cũng như là khi mà chúng ta bỏ vào túi quần để mang đi mang lại thì cũng không có bị cấn thằng em của mình. Ngoài ra thì với màn hình này, đây là cũng là một điểm cộng của các sản phẩm Honor 10 Lite nha. Tại vì trong phân khúc giá chỉ 2.5 triệu đồng, chúng ta đã có một chiếc máy mới hàng chính hãng và có được màn hình Full HD Plus rồi, thì đây là một cái điểm mà giúp chúng ta có được cái khả năng hiển thị là tốt hơn, sắc nét hơn rất là nhiều so với màn hình chỉ HD Plus đang có trên 4 cái sản phẩm mà mình đã giới thiệu. Tiếp theo thì mình sẽ đến về phần camera của cái sản phẩm Honor 10 Lite đi. Thì camera selfie của em này gần như là một trong những con máy có camera selfie ngon nhất trong tầm giá, khi nó sẽ có camera selfie lên đến là 24 chấm, có khả năng làm đẹp AI cũng như là rất nhiều tính năng khác hay ho để hỗ trợ cho khả năng chụp ảnh làm đẹp bằng camera trước. Ngoài ra, camera sau của nó sẽ được trang bị cho mình camera kép là 13 chấm cộng với 2 chấm nhé. Thì mình thấy rằng là thông số camera trước có vẻ ấn tượng, nhưng mà thông số camera sau thì nó đang bằng với cái mặt bằng chung hiện tại. Tiếp theo thì mình sẽ đến với phần cấu hình. Thì với sản phẩm là Honor 10 Lite thì nó sẽ được trang bị cho mình con chip 2 Silicon Kirin 710. Nếu như đánh giá sức mạnh của chip 2 Silicon Kirin 710 thì nó sẽ na ná con chip 660 và 665 đến từ nhà Qualcomm. Và hiệu năng của nó thì mình thấy rằng là phân khúc giá lân quanh tầm 2,5 triệu đồng thì tương đối tốt. Với một số tựa game như kiểu Liên Quân hay Free Fire thì nó vẫn có thể chiến được ngon lành. Còn với tựa game PUBG thì đây là cái điểm chung của những dòng điện thoại trong phân khúc giá rẻ tầm là 3 đến 4 triệu quay đầu rồi. Đó chính là nó sẽ không thể nào chơi game ngon được, và nó cũng không thể nào chơi được mượt mà. Và trước khi mà quyết định mua chiếc máy này thì bạn nên xem qua những cái video test hiệu năng cũng như những cái video trải nghiệm game thực tế để có thể biết được cái trải nghiệm game của nó như thế nào nhé. Và bây giờ thì mình sẽ nói về phần viên pin đi. Thì với chiếc máy này thì nó sẽ được trang bị cho mình viên pin là 3400 mAh, một cái viên pin không quá là trâu khi gánh khá là nhiều thứ, ví dụ như màn hình Full HD, ví dụ như con chip 2 Silicon Kirin 710. Chính vậy thời lượng pin mình đánh giá là với sản phẩm Honor 10 Lite nó sẽ chưa được trâu cho lắm. Nó có thể giúp chúng ta có thể trải nghiệm được đâu đó tầm là 3-4 tiếng chơi game liên tục, hay là với những tác vụ căn bản thì mình thấy rằng nó sẽ duy trì được tầm là 4-5 giờ nhá. Rồi, như vậy trong video này thì mình đã cùng các bạn tổng hợp 5 chiếc smartphone ngon nhất trong tầm giá 2 triệu các bạn có thể mua được. Đầu tiên là Vsmart Star 4, Vsmart Joy 3, chúng ta sẽ có Realme C3i, Realme C3 cũng như là Honor 10 Lite. Vậy thì bạn nghĩ gì về 5 cái lựa chọn này, và trong phân khúc giá 2 triệu thì bạn sẽ chọn hai sản phẩm hàng chính hãng nào? Thì đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhá. Còn giờ video của mình xin tạm dừng đây. Hy vọng anh em sẽ thích video này, và nếu cảm thấy nó hay và hữu ích đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nhé. Và anh em muốn mình làm tốt những dòng điện thoại hàng sách tay, hàng chính hãng như thế nào nữa thì hãy comment ở ngay phần bình luận của video này để mình có thể làm một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào.